và kính thưa quý vị sau đây là phần tin địa phương tại Los Angeles một y tá đã kiện quận phân biệt đối xử tôn giáo cô Marilyn Mills là một giám sát viên điều dưỡng từng làm việc cho sở y tế công cộng quận Los Angeles đăng kiện cấp trên của mình là đã sa thải cô khi mà cô phản đối tiêm vaccine chống covid vì lý do tôn giáo Lệnh sa thải này xảy ra chỉ vài tháng trước khi mà cô được công nhận quyền lợi hưu trí. Nữ y tá cáo buộc sở y tế công cộng đã chấm dứt hợp đồng một cách sai trái, phân biệt đối xử tín ngưỡng tôn giáo, trả thù và vi phạm bộ luật lao động của tiểu bang, quy yêu cầu được bồi thường thiệt hại. Về phía sở y tế công cộng quận Los Angeles, ra nhận định, theo đơn kiện, thì cô Mills được thuê làm việc từ tháng 5 năm 2018, phụ trách giám sát việc đánh giá cơ sở y tế cho điều dưỡng tại một cơ sở của Bộ Y tế ở El Monte. Vào tháng 9 năm 2021, cô Mills đã yêu cầu được miễn trừ chính sách vaccine COVID-19 vì niềm tin tôn giáo chân thành. Cho đến tháng 3 năm 2022, cô Mills nhận được thông báo đình chỉ công việc 5 ngày vì không xét nghiệm virus dù cô đã thực hiện. Ngày hôm sau, cô ấy nhận được một thông báo khác về việc đình chỉ việc 5 ngày do không tuân thủ yêu cầu tiêm chủng. Sau đó, cô Mills đã yêu cầu xem xét lại việc từ chối đề nghị miễn trừ tiêm vaccine do chính sách tôn giáo. Nhưng yêu cầu này đã bị từ chối và yêu cầu cô có 14 ngày để nộp bằng chứng tiêm chủng mũi vaccine COVID-19 đầu tiên. Vào ngày 12 25 tháng Giêng, cô đã nhận được thư chấm dứt hợp đồng vì không tuân thủ thông báo về yêu cầu tiêm chủng, được đưa ra 4 tháng trước khi mà cô ấy nhận được quyền lợi hưu trí với mức lương hưu là khoảng 1.300 Mỹ Kim trong mỗi tháng. Cô Mels cho biết vì không còn khoản lương hưu, cô đã bị mất thu nhập trong tương lai. Điều này đã khiến cho cô cảm thấy lo lắng, trầm cảm và căng thẳng sau chấn thương do mất việc làm. Đơn kiệt đã nêu rõ như vậy, thưa quý vị. Cảnh sát tại thành phố Long Beach điều tra về nhiều vụ cướp xe trong thành phố. Các thám tử đang điều tra 3 vụ cướp xe có vũ trang chỉ trong hơn một tuần lễ qua ở cùng khu vực phía bắc Long Beach và hứa sẽ gia tăng việc tuần tra. Vụ án mới nhất xảy ra tại khu phố 2600 của đường số 55. Cảnh sát tại Long Beach cho hay nạn nhân nói rằng anh ta đang mở chiếc xe của mình trong nhà để xe thì có ba người đàn ông tiến đến gần. Một người trong số đó chĩa súng lục vào nạn nhân, yêu cầu anh phải đưa chìa khóa xe. Nhóm cướp sau đó đã lấy xe của anh rồi chạy đi. Vào ngày 29 tháng 4, một vụ cướp xe khác cũng xảy ra tại dãy nhà 1600 trên phố Jackson. Nạn nhân là một cô gái trẻ. Cô báo với cảnh sát như sau: Cô dừng xe để đón một cậu bé quen biết và đã bị ba tên cướp tiến đến gần. Một tên cướp đã thò tay qua cửa sổ phía trước, chĩa súng vào người cô hai tên còn lại kéo cô gái ra khỏi xe, sau đó cả ba tên đã cùng lên xe tẩu thoát cùng với cậu bé. Trước đó một ngày, vào tối 28 tháng 4, có ba người đàn ông cũng chĩa súng vào một chiếc xe tại khu phố 5500 của đại lộ Ackerfield. Một người đàn ông đang bước ra khỏi xe của ông trong nhà để xe thì một nhóm cướp có ba tên tới gần. Một tên cướp đã chĩa súng vào nạn nhân, đòi phải đưa chìa khóa và những đồ dục cần thiết của anh một tên cướp khác đã bắn chị Thiên. Sau đó, những tên cướp này đã lái xe của nạn nhân trước khi cảnh sát tới nơi. Và sau đây là bản tin cuối của ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại California, những tài xế xe bus chuyên chở những người khuyết tật ở Orange County đã đình công. Khoảng 260 tài xế xe bus chở những người khuyết tật ở Orange County đã đình công vì bị bắt làm ngoài giờ, không được trả lương cho giờ ăn trưa và không được tăng lương như là đề nghị theo báo cáo mạng Voice of OC. Cơ quan giao thông Orange County cho biết, các tài xế đang tranh chấp với công ty First Transit, được cơ quan này trả tiền để điều hành hệ thống xe cho những người khuyết tật. Vì vậy mà cơ quan này không thể đứng ra để thương thảo với các tài xế. Theo ông Eric Carpenter, phát ngôn viên của cơ quan giao thông Orange County cho biết, cơ quan này chỉ đang quan sát và khuyến khích hai bên tiếp tục thương thảo. Ông Eric Jimenez, thủ quỹ của nghiệp đoàn Trimster Local 962 cho biết, Chúng tôi hiểu được ảnh hưởng của cuộc đình công này với những người cao niên và những người khuyết tật, đó là không thể lái xe được. Tuy nhiên thì nếu như mà các tài xế nghỉ hết thì sẽ không còn tài xế nào nữa. Còn bà Mithun Gengung, phát ngôn viên của Transdev, công ty chủ nhân của First Transit, đã đưa ra thông cáo về việc mà First Transit đang thương thảo với các nghiệp đoàn và sẽ ký được thỏa thuận để không gây ảnh hưởng đến công chúng. First Transit và các tài xế của SaBus chở những người khuyết tật ở Orange County đã bắt đầu thương thảo từ tháng 10 năm ngoái sau khi mà hợp đồng cho khoảng 350 nhân viên hết hạn. Trong khi các tài xế và First Transit thương thảo thì cơ quan giao thông Orange County đã cho biết họ sẽ tìm cách giúp cho những người bị ảnh hưởng với cuộc đình công và khuyến cáo những người cần sử dụng SaBus cho những người khuyết tật tìm cách đi lại khác nếu được. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Hoàng Dung và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Facebook và trên Youtube ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Hoàng Dung xin kính chúc quý vị có một buổi tối thật bình an, thật hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.